Ok, xin chào các anh chị. Trong lúc chờ đợi đó, mình còn vài phút nó sẽ bắt đầu mấy anh chị ha. Trong lúc chờ đợi thì mấy anh chị có thể share cái bài này vào trong cái trang tường, hoặc là mấy anh chị tag tên của những người bạn của mình vào dưới đó. Mấy anh chị chia sẻ cho càng nhiều càng tốt mấy anh chị. Giờ này đó thì tương đối mọi người vẫn còn thức. Bây giờ châu Âu đang là 4 giờ 3 giờ chiều. Châu Mỹ đang là 9 giờ sáng. Đang là buổi sáng, sáng sớm ngày Chủ nhật 15 tây tháng 12. Bên Việt Nam đang là 21 giờ, chỉ có châu Úc là đang là nửa khuya. Châu Á thì đang là buổi tối. Thành ra một số anh chị mình share hay là mình thác tên những người bạn vào mấy anh chị ha. Mình tin rằng trong vòng 60 phút tới nó có nhiều, rất nhiều những cái giá trị. Thành ra mấy anh chị share cho bạn như một cái món quà cuối năm. Mình mong một số anh chị share cho thật nhiều người vào tham dự cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị. Mình còn 3 phút nữa sẽ bắt đầu anh chị. Một lần nữa mấy anh chị cho mình biết là mấy anh chị tới từ thành phố nào, quốc gia nào bên phía dưới mấy anh chị ha.
và đồng thời mấy anh chị chia sẻ cho nhiều người vào để có thể xem cái chương trình ngày hôm nay. Xin chào tất cả mấy anh chị. Hiện nay đêm Việt Nam đang là 21 giờ. Tối Chủ nhật 15 tây tháng 12 năm 2019. Ở bên Mỹ thì mé của New York, Toronto, Bắc Mỹ đang là 9 giờ sáng. California, Vancouver, BC thì đang là 6 giờ sáng. Châu Âu đang là 3 giờ chiều, Anh Quốc đang là 2 giờ chiều ngày Chủ nhật. Châu Úc thì đang là 12 giờ khuya, rạng sáng ngày thứ hai. Thành ra mấy anh chị có bạn bè trên Facebook, mấy anh chị chia sẻ cho nhiều người. Cái đề tài ngày hôm nay mình sẽ tiếp cái đề tài cái tuần vừa rồi, mấy anh chị nói về cái làm sao để thiết kế một cái năm hoàn hảo đó. Và mình tin rằng những cái giá trị như vậy nó giúp ích cho khá nhiều người. Thành ra một số mấy anh chị mình nên mạnh dạn chia sẻ với bạn. Hoặc là mấy anh chị có thể bấm vào cái nút ở phía dưới để có thể xem chung đó. Làm cái mà Facebook nó gọi là cái watch party mấy anh chị ha, để mọi người có thể xem chung, những người bạn trên trang Facebook của mấy anh chị có thể xem chung. Hello Nga, Trần, Hải Phạm, hello chị Yên Khê, Trịnh Phương, Lê Trinh. Hoàng Oanh, Đinh Thị Ngọc Liên, Trịnh Phương, Lý Nằm Mến. Ok, hello Yến, Yến Quang Ngãi, Lê Trinh ở Hải Phòng. Hello Giang Nguyễn, Giang ở Hà Nội. Lý Thị Hồng Thảo, Lan Trần, An Phan, hello An. Lê Thị Hồng Thảo, Hoàng Ngọc Ninh, Ban Mê Thuộc. Bùi Duy Tiên ở Bắc Cạn. Thanh Cô Tho ở Australia. Đỗ Phương Hoa, Sài Gòn. Cassie Webb, Tennessee. Nguyễn Khánh, Khánh Nguyễn, Sài Gòn. Ok, xin chào mấy anh chị. Bây giờ đó thì cũng vừa tới giờ để mình tắt cái này bắt đầu. Mic camera rồi. Rồi, xin chào tất cả mấy anh chị. Lời đầu tiên là cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị trong suốt mấy năm vừa qua. Đây là cái chủ đề của cái, nó xoay quanh cái cuốn này mấy anh chị, Kiến Tạo Cuộc Đời Ngoài Hạng. Đây là cái cuốn notebook, không phải cuốn sách nhưng mà cuốn notebook. Trong này nó có trên 100 câu hỏi. Cái ý tưởng nó tới từ cái vấn đề mấy anh chị, thường thì mình để cuộc đời của mình nó trôi nữa. Giống như mình năm nay 62 tuổi, hay là trong năm 2019 mà vậy ha. Hôm qua mình có đọc một cái status của một người bạn ở San Jose, nói là chỉ còn vài ngày nữa là hết năm. Và mình cũng tò mò là không hiểu 11 tháng vừa rồi mình làm cái gì mà nó qua như chớp mắt. Thật ra mình thấy cái tình cảnh là mình hay để cái cuộc sống của mình nó trôi qua mấy vậy, ngày qua ngày nữa. Và có thể nói là mình trong năm 2019 như mấy vậy ha. Bây giờ ở thời điểm này mấy anh chị này, mình hỏi mấy anh chị là mấy anh chị có nhớ năm 2017 mình làm cái gì không ạ? Hay là ở tuổi mình mấy anh chị, nếu mà hỏi mấy anh chị là năm 1960 hay là năm 1973 mấy anh chị có làm cái gì đặc biệt không ạ? Thường thì mình sẽ không nhớ mấy anh chị ha. Là tại vì năm nào nó cũng trôi đi một cách rất vô tình, và rồi mình hoàn toàn không có một cái ý niệm gì mấy anh chị. Vì năm nào nó cũng bình thường, nó cũng bình bình. Và bao nhiêu, và cái cuộc đời của mình, có thể ví dụ như tuổi mình năm nay là 62 mấy chị ha, có thể nói là cái cuộc đời của mình nó, người ta nói mấy chị, cuộc đời đó, nó gồm có những cái năm nó sâu lại như một cái chuỗi,
một cái chuỗi mà mình hay đeo nơi cái vòng cổ mà vậy, cái necklace gồm những cái trân châu đó, những trái pearl đó. Và rồi có thể là một năm rất là soàn xỉn nhưng mà mình lặp đi lặp lại 60 lần, mà mình gọi đó là cuộc đời mình vậy. Thành ra cái ý niệm ở đây đó là mình phải biết rất rõ mình muốn gì và đồng thời mình vậy, mình thực hiện những cái điều mà mình mong ước. Và do đó mà gì, cái ý tưởng mà nói là cuộc đời ngoại hạn đó, nó nằm ở cái ý là để tới cái giờ cuối cùng của ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình không hề hối tiếc mấy anh chị. Vì mấy anh chị nếu mà quan sát những người mà sắp qua đời mấy anh chị, thường thì người ta hối tiếc. Hay là mình có thể hỏi mấy anh chị này, trong năm 2019, bữa nay mới có 15 tây tháng 12 mấy anh chị, mình vẫn chưa hết năm 2019. Mấy anh chị có hối tiếc điều gì không ạ? Chắc chắn là có mấy anh chị ha, mình hối tiếc về những điều mình chưa làm mấy anh chị, chứ không phải là những điều mình làm. Thường thì khi mình nhìn lại cuộc đời của mình, và đặc biệt mấy anh chị, người ta theo dõi những người mà ở cuối đời đó, khi mà đứng trước cái lằn ranh giữa sanh và tử đó, thì thường người ta hối tiếc mấy anh chị những điều chưa làm, những lời chưa kịp nói. Thành ra do đó mấy anh chị, cái ý tưởng là kiến tạo cuộc đời ngoại hạng đó là mình phải thiết kế và đồng thời mình kiến tạo nó mấy anh chị ha. Người Á Đông mình thường là hay có khuynh hướng là đổ lỗi cho số phận, tại cái số phận của mình nó là như vậy. Hay là một số anh chị có thể tin ở tử vi, mình không nói đúng hay sai mấy anh chị, dĩ nhiên là mỗi người có mỗi cái niềm tin nó khác nhau. Nhưng mà có thể là phần lớn một số anh chị mình tin tử vi, mình sinh vào ngày đó, giờ đó, dưới sao gì đó, thì cái số phận của mình nó là như vậy mấy anh chị ha. Mình sẽ không bao giờ khá được, không bao giờ có được một cái đời sống sung túc hay là một cái đời sống đẹp như mơ, đẹp như cái ý của mình mấy anh chị. Thành ra đó là một vài cái ý tưởng để cho thấy là làm sao để mà mình thiết kế, và đồng thời cái đề tài ngày hôm nay mình muốn nói về cái khái niệm mấy anh chị là làm sao mà mình kiến tạo một cái năm, mình thiết kế một cái năm hoàn hảo đó. Thì tuần trước mấy anh chị, tuần trước nếu một số anh chị xem lại đó, thì cái đề tài của mình là làm sao thiết kế một cái năm hoàn hảo mà vậy. Năm 2020 là một cái năm rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình đó. Mình nói về thiết kế tuần trước mà vậy ha, thì bữa hôm nay mấy anh chị mình nói về cái vấn đề mình sẽ có cái hình này rồi. Bữa hôm nay thì mình nói về cái vấn đề mình kiến tạo ra, mình kiến tạo mà vậy, mình làm sao mà mình kiến tạo một cái năm, mình create mà vậy, chứ không phải là mình design. Tuần vừa rồi thì mình nói làm sao mà mình thiết kế, mấy anh chị biết rồi. Thì thiết kế là một chuyện mấy anh chị, mà kiến tạo nó là một cái chuyện khác. Đương nhiên thì mình sẽ không thể kiến tạo nếu mà mình chưa có thiết kế nó. Thành ra nó cũng theo cái tuần tự mấy anh chị. Thì tuần trước mình nói về cái vấn đề làm sao mà mình có thể thiết kế một năm 2020 hoàn hảo nhất, rực rỡ nhất mấy anh chị ha. Thì bữa hôm nay mình nói về vấn đề làm sao mình có thể kiến tạo ra nó mấy anh chị, kiến tạo một cái năm rực rỡ nhất nữa. Thành ra cho một số mấy anh chị mà mình chưa có dịp gặp, hoặc là hôm nay là lần đầu tiên có ai mời mấy anh chị vào đó, thì mình tên là Dean Nguyễn, năm nay 62 tuổi, mình định cư hiện nay thì đang định cư ở Mỹ từ năm 1978, tức là 41 năm anh chị. Cho tới giờ phút này đó thì mình phải tự hào, một cách rất tự hào và một cách rất khiêm tốn để nói mấy anh chị là mình đạt được cái sự tự do mà mình mong muốn, và đồng thời mình có được một cái cuộc sống có thể gọi là đẹp như mơ. Đẹp như mơ so với nhiều người khác mà vậy. So với nhiều người khác thì mình có thể nói là mình có một cái cuộc sống đẹp như mơ. Có nghĩa là mình làm những chuyện mình thích và mình thích những chuyện mình làm. Và cái điều đó là cái điều mà có thể nói là cái hạnh phúc lớn nhất của con người. Thành ra trong cái đề tài tối hôm nay mấy chị, mình muốn chia sẻ cho cộng đồng người Việt Nam qua cái phương tiện này, qua cái phương tiện Facebook mấy chị ha. Mình có thể lan tỏa ra và đồng thời mình hiểu được cái sứ mệnh trong cuộc đời của mình là gì mấy anh chị. Tức là làm sao đó để có thể tạo động lực cho một số mấy anh chị có thể sống được một cái cuộc sống nó đẹp như mơ. Theo cái ý của mình mấy anh chị, theo cái ý của mỗi người. Đó là cái điều mà mình làm thường xuyên mỗi tuần. Và đồng thời mình cũng được cái sự khích lệ của rất nhiều mấy anh chị khác trong bao nhiêu năm qua mấy anh chị. Và đó là lý do tại sao dù bận cỡ nào đi nữa đó, thì cái chương trình ngày Chủ nhật mình vẫn đều đặn. Và đồng thời mấy anh chị cũng theo dõi trên cái trang Facebook của mình đó, có cái tên là Dean, D-E-A-N Nguyễn mấy anh chị, họ Nguyễn.
tên là Dean, đánh vần theo kiểu tiếng Việt là Dean, tên là Dean mà chị. Mình tên Việt là tên Dũng, nhưng mà từ chữ Dũng thì người Mỹ đọc không được, thành ra mình đổi qua tên Dean cho nó dễ đọc. Thành ra mình chỉ mong là những cái lời mình chia sẻ ngày hôm nay ít nhiều nó gợi ý cho mấy anh chị một vài cái giá trị gì đó mà chị. Nó có thể nó mang lại một vài cái giá trị gì đó để mấy anh chị có được một cái cuộc sống nó tốt hơn. Và đó là cái ý nguyện của mình mấy anh chị. Nó không có gì hơn. Mình sẽ không bán bất cứ thứ gì. Mình sẽ không cổ võ. Mình sẽ không giới thiệu hay là quảng cáo bất cứ cái gì trong cái chương trình của mình mấy anh chị. Đây chỉ Tuyền là một cái chương trình mà mình mong là mình mang gì đó cho cái cộng đồng người Việt Nam khắp mọi nơi trên thế giới qua cái phương tiện Facebook. Ok mấy anh chị ha. Nếu mấy anh chị có câu hỏi gì có thể mấy anh chị ghi vào phía bên dưới đó. Thành ra mình có một cái trang mấy anh chị để mình muốn có thể để share mấy anh chị ở đây. Một cái PowerPoint ở đây. Ok, để mình coi có thể là để mình thấy một số anh chị thấy được cái slide mấy anh chị ha. 2020 là một năm rực rỡ nhất từ trước tới nay. Mình muốn nhắc lại cái câu chuyện, cái bức tượng David của Michelangelo mấy anh chị. Thường thì mình rất thích cái câu chuyện này và mình mong là một số anh chị hiểu được cái ý đó. Ông Michelangelo là một điêu khắc gia, là một họa sĩ, nhạc sĩ, là một nhà thơ tài danh mấy anh chị. Ở thế kỷ thứ 15 ở bên Ý đó, ở Rome mấy anh chị ha. Michelangelo sinh ra ở cái thành phố Florence của nước Ý. Thì ông ta có tạc một cái bức tượng mấy anh chị, bức tượng nổi tiếng là bức tượng mà mấy anh chị thấy cái người đàn ông khỏa thân đó. Mấy anh chị thấy trên cái bức hình mình cố ý là mình cắt cái phần ở bên dưới. Bức tượng này tên là David mấy anh chị, của cái ông Michelangelo. Cái câu chuyện nó bắt đầu từ một cái bài phỏng vấn của nhiều người mấy anh chị ha. Là tại vì cái bức tượng này nó được khắc ra từ một cái tảng đá cẩm thạch nha chị. Cái tảng đá marble đó. Thì cái bức tượng, cái tảng đá nó nằm đó mấy trăm năm. Mình nhớ không lầm là khoảng chừng 400-500 năm anh chị và không có ai đụng tới. Nhưng mà khi mà qua tay ông Michelangelo anh chị hả, thì cái tảng đá xấu xí đó nó trở thành một cái kiệt tác của nhân loại. Thành ra người ta hỏi anh chị nè, tại sao từ một cái tảng đá mà không ai muốn đụng tới ông có thể khắc ra một cái bức tượng tài tình như vậy? Thì ông Michelangelo ông trả lời một cách rất đơn giản anh chị và anh chị để ý câu này. Ông ta nói là khi mà tôi nhìn vào cái tảng đá đó, tôi đã thấy rất rõ David nằm ở trong đó. Tôi chỉ đơn giản lấy ra những cái điều gì mà nó không thuộc về David thôi. I simply chip out anh chị ha, những cái gì mà nó không có belong to David. Và cái câu đó là cái câu ông ta nói anh chị. Mấy anh chị hợp lý không ạ? Thấy hợp lý không? Người điêu khắc gia là gì mấy anh chị? Người ta nhìn vào tảng đá hay là một cái khúc gỗ, người ta đã thấy cái tác phẩm người ta nó nằm ở trong đó rồi. Và người ta chỉ đơn giản đục đẽo lấy ra những cái nó không thuộc về cái tác phẩm đó thôi mấy anh chị. Và do đó nó lòi ra một David rất độc đáo. Cái nghĩa bóng của cái câu đó mấy anh chị, đó là cái nghĩa đen. Cái nghĩa bóng của câu đó là trong cuộc đời mấy anh chị ha, mình phải thấy rất rõ cái điều mình muốn cho cuộc đời của mình mấy anh chị, và đơn giản mình sẽ không làm những điều mà nó không giúp mình đạt được cái mục tiêu vậy đó. Thành ra với cái ý đó để bắt đầu cái bài nói chuyện ngày hôm nay đó, mình muốn mấy anh chị biết rất rõ năm 2020 mấy anh chị và cho cuộc đời của mình, của mỗi người, mình muốn cái gì mấy anh chị nhé. Mình phải biết rất rõ mình muốn gì mấy anh chị. Và tất cả những cái phần đó mình đã nói ở tuần trước, thành ra một số mấy anh chị có thể chịu khó xem lại cái phần ở tuần trước. Có thể mấy anh chị vào cái trang YouTube của mình mấy anh chị,
có cái kênh, mình có cái kênh tên là Điên Nguyễn đó. Mấy anh chị youtube.com rồi gạch chéo mấy anh chị ha, mấy anh chị đánh chữ Điên Nguyễn viết dính nhau với con số 1 ở phía sau đó, thì mấy anh chị sẽ thấy cái kênh YouTube của mình và mấy anh chị có thể xem. Hay là mấy cái trang Facebook này, mấy anh chị lần xuống vào ngày Chủ nhật tuần trước, 8 tây tháng 12, mấy anh chị, mình có một cái bài nói chuyện về làm sao để thiết kế một năm 2020 rực rỡ nhất đó. Mình nói tương đối là chi tiết mấy anh chị ha, mấy anh chị có thể xem lại. Và đồng thời ngày hôm nay đó thì mình nói làm sao mình có thể kiến tạo được đó. Nhưng mà cái ý mấy anh chị, mình muốn ở đây đó, mấy anh chị không cần thay đổi để bắt chước ai. Thường mấy anh chị ha, mỗi cuối năm hay là cái dịp mà đầu năm, mấy anh chị, mình thường mình có khuynh hướng đó, mấy anh chị đọc báo, mấy anh chị coi phim, và thực tế ra cái thời này nó mình ảnh hưởng bởi phim ảnh rất nhiều. Và mấy thường thì mấy anh chị mơ ước là một ngày nào đó, giống như ở Việt Nam hiện nay mọi người đang thần tượng Văn Hậu trong cái trận đá với lại SEA Games 30 kỳ vừa rồi. Mà mình thấy khá nhiều một số mấy anh chị bây giờ có khuynh hướng là mình bắt chước một ai đó, mấy anh chị. Mình bắt chước một cầu thủ nổi tiếng, mình bắt chước một ca sĩ nổi tiếng. Bắt chước không phải là vì từ cái cách ăn mặc, nhưng mà từ cái suy nghĩ. Và đồng thời mấy anh chị, cái đó nó có ảnh hưởng. Dĩ nhiên là ảnh hưởng tốt cũng có, và đồng thời nó ảnh hưởng xấu cũng có, mấy anh chị. Nhưng mà quan trọng là ở đây mấy anh chị này, mình không cần thay đổi để bắt chước ai, mấy anh chị. Nếu mấy anh chị muốn năm 2020 nó là một cái năm rực rỡ nhất đó, mấy anh chị không cần phải bắt chước một ai đó, mấy anh chị ha, để trở thành một người nào đó nổi tiếng. Ví dụ như mấy anh chị có thể thần tượng ông Đặng Lê Nguyên Vũ, và rồi mình bắt chước từ đeo cái khăn rằn, hay là mặc đồ trắng, đồ cái mũ ngẩn ông ngậm cái pip, hút xì gà hay là gì đó thì mới giống anh chị. Mình không cần bắt chước ai, mình không cần thay đổi để bắt chước ai, mấy anh chị. Không cần thiết phải học hết các kỹ năng, hết các khôn luyện, mấy anh chị. Ở Việt Nam hiện nay mình thấy có một cái hiện tượng, đó là một số mấy anh chị đi học rất nhiều. Đương nhiên đây là cái thời đại mà bao nhiêu năm nay Việt Nam mình thiếu vắng những cái lớp học về kỹ năng, những cái khóa huấn luyện, đặc biệt là NLP. Thành ra mình thấy hiện nay hình như cái hiện tượng là cả nước đang đổ đi xô nhau đi học làm giàu, và học hết những cái kỹ năng từ những vua bán hàng, thánh bán hàng, rồi học đủ mọi lớp mà vậy. Thành ra nó không nhất thiết là mấy chị phải học hết các kỹ năng hay là tham dự hết các khóa huấn luyện thì mới có thể thay đổi. Không anh chị, mấy chị chỉ cần loại bỏ những cái thói quen xấu thôi, những việc làm vô bổ, những ý tưởng và ngôn ngữ tiêu cực, những người bạn không tốt, mấy chị vô tích sự, những việc làm tiêu hao năng lượng ra khỏi cuộc đời của mình. Nó giống như cái bức tượng mấy chị ha, chỉ cần lấy ra những cái mà không thuộc về David thì nó sẽ loại ra một David, mấy chị. Ở đây có thêm một số mấy anh chị đi học, mấy anh chị theo dõi học từ Robin Sharma, Anthony Robbins, và học hết các kỹ năng, hết các khóa huấn luyện, nhưng mà những cái tật xấu đáng lẽ mình phải bỏ, mấy anh chị ha, thì mấy anh chị lại không bỏ. Thành ra quan trọng mấy anh chị, khi mấy anh chị đi học á, nó có hai tờ giấy mấy anh chị, một tờ đó mấy anh chị ghi xuống là những điều tôi sẽ làm sau khóa học hôm nay, nhưng mà còn quan trọng hơn mấy anh chị là một cái tờ giấy rất dài, những điều tôi sẽ không làm sau bữa học hôm nay, mấy anh chị. Ví dụ như mấy anh chị có thể học về dinh dưỡng, mấy anh chị học là mình phải uống nước nhiều, mình phải làm cái này làm cái kia mấy anh chị, nhưng mà có những cái thói xấu mấy anh chị, tức là mấy anh chị mấy anh là hút thuốc lá, mấy chị là ăn chè ăn ngọt, mình lại không bỏ những cái đó mấy anh chị, mình lại thức khuya dậy sớm đó. Thì thật ra cái điều quan trọng mấy anh chị là loại bỏ những cái thói quen xấu, bỏ những cái xấu đi mấy anh chị, bỏ bớt chứ không phải thêm vào mấy anh chị. Nếu mà một cái ý có thể tóm gọn ở đây đó, mấy anh chị sẽ thay đổi tốt đẹp hơn nếu mấy anh chị chịu khó bỏ bớt. Bỏ bớt mấy anh chị chứ đừng có thêm vào mấy anh chị. Không nhất thiết thì mình phải thêm vào đó thì mình mới đẹp, mình mới tốt mấy anh chị. Mà bỏ bớt, loại bỏ bớt mấy anh chị. Mình cái ý mình nói ở đây không phải là buông bỏ mấy anh chị ha, nhưng mà loại bỏ những cái thói xấu quen xấu. Chắc chắn ai cũng có thói quen xấu mấy anh chị ha. Bây giờ đứng trước cái ngưỡng, cái thềm của năm 2020 mấy anh chị nè, nếu có phải thay đổi cuộc đời mấy anh chị, nếu mà có thể thay đổi con người của mình để có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, để trở thành một cái người tốt hơn, thì mình đề nghị với mấy anh chị, chắc chắn mấy anh chị đang có một vài cái thói quen xấu. Bây giờ cái thói quen xấu nào cần loại bỏ mấy anh chị ghi xuống.
hoặc là những việc làm vô bổ mấy anh chị, lâu nay mấy anh chị làm những cái việc gì đó mà nó vô bổ thì nên ngưng ngay mấy anh chị. Hay là những cái ý tưởng hay là những cái ngôn ngữ tiêu cực, mấy anh chị để ý cái ngôn ngữ của mình. Ví dụ như mình mở miệng ra là mình chê bai, mình than vãn, mấy anh chị ha, mấy anh chị phải để ý tới cái ngôn ngữ của mình mấy anh chị. Tại vì cái ngôn ngữ của mình nói ra mấy anh chị ha, cái miệng của mình nó cách cái lỗ tai có một gang tay mấy anh chị, chưa tới gang tay nữa. Thành ra khi mà mình nói ra những cái ngôn ngữ tiêu cực mấy anh chị, mình là người bị ảnh hưởng nặng nhất. Thành ra có thể có một số mấy anh chị có những người bạn không tốt. Cái cách hay nhất là loại bỏ bớt những người bạn không tốt mấy anh chị, để có chỗ cho những người bạn tốt. Vì thời này thiệt ra người bạn tốt ở ngoài còn rất nhiều. Vô tích sự mấy anh chị, có những người bạn vô tích sự, tại vì nó chỉ rủ mình đi nhậu, đi ăn chơi, ngồi tán gẫu mấy anh chị. Đó là những người bạn không tốt, vô tích sự. Hoặc là những việc làm tiêu hao năng lượng, ví dụ như đọc báo buổi sáng, buổi tối mấy anh chị lướt Facebook, hay là mấy anh chị coi video, coi phim gì đó mấy anh chị. Đó là những việc mà nó làm mình tiêu hao năng lượng. Vì rõ ràng là báo chí mấy anh chị, người ta viết những cái tin mà nó tăng cái lượng cortisol ở trong cái cơ thể của mình mấy anh chị. Vì người ta biết là con người rất dễ bị nghiện mấy anh chị, nghiện những cái loại tin mà tiêu cực đó. Tin xe đụng nhau, chém giết nhau, và hay là tài tử này ly dị tài tử kia, ca sĩ này yêu ca sĩ khác, rồi đủ mọi chuyện đó gì. Đó là những việc, và mấy anh chị theo dõi thường xuyên những cái tin đó, nó làm mình tiêu hao năng lượng mấy anh chị. Mình nhìn cuộc đời nó qua một cái lăng kính. Người ta nói là cái cuộc đời của mình mấy anh chị, mình nhìn qua cái lăng kính của chính mình. Mấy anh chị hiểu không ạ? Mình nhìn cái kính màu xanh mấy anh chị thì mình thấy cái gì nó cũng màu xanh. Mình đeo cái kiếng màu hồng nữa thì mình nhìn cái gì nó cũng màu hồng mấy anh chị. Cái thế giới bên ngoài là cái sự phản chiếu của cái thế giới bên trong của mỗi người. Thành ra cái điều quan trọng anh chị nè, loại bỏ những thói quen xấu, những việc làm vô bổ, những ý tưởng và ngôn ngữ tiêu cực, những người bạn không tốt, vô tích sự anh chị, những việc làm tiêu hao năng lượng ra khỏi cuộc đời của mình, thì tự nhiên anh chị ha, thì tự nhiên con người mình sẽ tốt hơn, mình sẽ có một cái đời sống nó tốt hơn anh chị. Chứ không nhất thiết là phải đi học ông A, ông B, ông C, phải bỏ vài trăm triệu đồng ra để đi học ai đó thì mình mới giỏi anh chị, chưa chắc. Và chắc chắn là mấy anh chị không cần phải bắt chước ai đó mấy anh chị ha. Là tại vì mỗi người là mỗi cái phiên bản khác biệt mấy anh chị. Thành ra mình cũng muốn nói thêm cái này mấy anh chị, nó có hai loại sức mạnh. Và thường mấy anh chị ha, mình đang sống trong một cái thời đại mà trong một cái xã hội mà có thể nói mấy anh chị, người ta nói về, người ta so sánh hay là nói nhiều về cái sự giàu có. Ai đó có nhà lầu, xe ô tô, siêu xe, hoặc là phải có quyền, có chức, có quan hệ xã hội rộng rãi thì nó mới gọi là sức mạnh anh chị. Thì nó có hai loại sức mạnh. Thứ nhất là phải giàu có, nhà lầu, xe ô tô, phải có quyền, có chức, tức là trên cái card visit của mình đó. Dưới cái tên của mình thì phải có một cái danh hiệu gì đó ghê gớm lắm anh chị. Thì cái đó nó mới gọi là sức mạnh. Có thể là một số anh nghĩ là cái sức mạnh để mà mình có được cô bạn gái xinh xắn là mình phải đi siêu xe, mình phải mang cái đồng hồ hiệu gì đó, hay là phải dùng cái iPhone 11 hay là cái gì đó mà vậy. Và đồng thời cái đánh giá về bề ngoài là cái rất nặng nề ở Việt Nam hiện nay. Vì mình lầm tưởng cái đó là cái sức mạnh mấy anh chị. Và nói thật với mấy anh chị, đây là cái sức mạnh có thể nó mất qua đêm mấy anh chị, mất qua đêm. Mình cũng không cần phải nói nhiều, trong một số mấy anh chị cũng biết rồi. Có những người rất giàu, có thể nói là không ai có thể đụng tới mấy anh chị, untouchable đó. Nhưng mà vì cái thời thế mấy anh chị, chỉ qua một đêm tới sáng thôi là có thể ngồi tù và có thể mất hết mọi chuyện mấy anh chị. Thành ra ở đây đó, mình muốn nói với tới một cái sức mạnh mấy anh chị, mà mới thật sự đó là cái sức mạnh mấy anh chị. Đó là nó từ cái nội tâm, nó là từ phía trong của mỗi con người mấy anh chị, là cái tính cách. Cái tính cách của mình là gì mấy anh chị? Đó là cái sự tự chủ mấy anh chị. Đó là tính kỷ luật, lòng quyết tâm và người có hoài bão lớn. Đây mới là cái sức mạnh mấy anh chị. Tại vì cái sức mạnh này không có ai lấy được mấy anh chị. Bây giờ có bỏ tù mấy anh chị đó, cái sức mạnh này nó vẫn nằm ở trong đầu của mỗi người, đúng không ạ? Từ nội tâm. Cái sức mạnh là cái cá tính, là cái tính cách của mỗi người mấy anh chị, là cái sự tự chủ,
là cái lòng tự tôn, cái tính kỷ luật, cái lòng quyết tâm ấy gì, cái lòng từ bi. Thành ra đây là những cái mà mới gọi là sức mạnh ấy gì. Cái sức mạnh là cái gì đó mà nó có thể nó tác động, nó ảnh hưởng tới nhiều người khác, và đồng thời nó không bị mất được mấy anh chị, vì không có thể ai, vì không ai có thể lấy được những cái thứ này ra khỏi mấy anh chị. Đây, nếu mà mấy anh chị có được những cái tính cách như mấy anh chị thấy trên cái màn hình, thì bỏ chỗ nào mấy anh chị cũng có thể sống được, và có thể lột hết mọi thứ mấy anh chị ha, mấy anh chị vẫn có thể làm lại từ đầu một cách rất thành công. Thành ra đây mới là sức mạnh mấy anh chị ha. Thành ra ở đây mình muốn nói với mấy anh chị là nếu mà có phải luyện mấy anh chị, nếu mà có phải học, thì mấy anh chị học về bản thân mình và đồng thời luyện những cái tính kỷ luật mấy anh chị. Ví dụ như sáng hôm nay phải dậy sớm nè, phải dậy vào lúc 5 giờ. Mấy anh chị dậy, mấy anh chị tập thể dục, mấy anh chị làm một vài việc gì đó. Mấy anh chị có thể... mấy anh chị có thể xem lại một vài cái bài mà mình post trong cái mấy ngày vừa qua đó trên cái trang cá nhân của mình, thì mấy anh chị sẽ thấy là đó là những cái điều mà mình nên luyện mấy anh chị. Đây là những cái tính cách mà nó giúp cho một số người rất thành công ở trên thế giới hiện nay. Mình có câu chuyện của Jeff Bezos của Amazon, hay là của nhiều người khác mấy anh chị. Thành ra đó là những cái tính cách, là nội tâm, là tính cách, là sự tự chủ, tính kỷ luật, lòng quyết tâm, hoài bão lớn. Ở Việt Nam thì mấy anh chị có thể nghe cái câu chuyện của ông Lê Vinh Văn Quyết của FLC, hay là những câu chuyện của những người thành công. Mấy anh chị biết ngay là những người này, người ta có cái tính cách, người ta có cái sự kỷ luật, có cái lòng quyết tâm, mấy anh chị có cái sự kiên trì, và đồng thời có, và những người có những cái giấc mơ lớn. Mình có cái câu chuyện của Elon Musk, mình đăng cái đây hình như mình nhớ là 2-3 ngày gì đó, mấy anh chị có thể xem ở phía dưới trong cái trang Facebook của mình, thì mấy anh chị sẽ thấy là có những người có những cái giấc mơ mà nó thể hiện từ lúc khi người ta còn nhỏ mấy anh chị. Jeff Bezos mình mới đăng hồi hôm đó thì nó cũng tương tự như vậy. Ông ta là người mà ngay từ nhỏ mới vậy có cái tính kiên trì, khi mà làm cái gì được quyết làm cho bằng được mấy anh chị. Nên thành ra đó là những cái mà nó thuộc nội tâm, cái đó là những cái nó nằm ở bên trong mấy anh chị, chứ không phải nó nằm ở bên ngoài. Thế giới này sẽ không trở nên tốt đẹp hơn nếu mà mấy anh chị có cái nhà lớn, có cái xe đẹp mấy anh chị. Nhưng mà cái vấn đề là mấy anh chị có được cái tính cách, và đồng thời mình có sống có trách nhiệm mấy anh chị ha. Đó là những cái mà mình có thể phát triển được mấy anh chị, và đó mới gọi là sức mạnh mấy anh chị ha. Và những khám phá khoa học gần đây nhất cho thấy mấy anh chị, những thiên tài đó và người bình thường không có hề có cái sự khác biệt về gen mấy anh chị nha. Thiên tài mấy anh chị, thiên đó, thiên tài mình cứ nghĩ là nhiều, có một số người sinh ra là đã giỏi rồi. Ví dụ như Trịnh Công Sơn thì hình như ông ta sinh ra là ông ta giỏi về nhạc, hay là Phạm Duy mấy anh chị. Nhưng mà thực tế ra không phải mấy anh chị ha. Những khám phá khoa học gần đây nhất cho thấy thiên tài là do cái sự kiên trì, nỗ lực học hỏi, làm việc không ngừng trong một thời gian dài mấy anh chị. Thiên tài là người miệt mài cái đam mê. Thiên tài là người miệt mài cái đam mê mấy anh chị, và do đó thế giới gọi người ta là thiên tài, người ta chỉ tập trung vào một việc mấy anh chị và làm rất giỏi việc đó. Và đó là lý do tại sao trên thế giới này có những thiên tài là những đứa bé bị tự kỷ mấy anh chị. Vì cái đứa mà tự kỷ nó chỉ biết một việc thôi, và nó làm rất giỏi cái việc đó, nó chỉ tập trung hầu như 100% vào một việc mấy anh chị. Và do đó nó bị xã hội gán cho cái chữ là tự kỷ. Nhưng mà chính đó là những cái đức tính mấy anh chị, nó giúp để trở thành một người thiên tài. Mấy anh chị cứ nhớ, thiên tài là người miệt mài cái đam mê mấy anh chị, một việc thiên tài. Nếu mà anh chị nhắm một việc và làm rất giỏi việc đó thì thế giới sẽ gọi mấy anh chị là thiên tài. Và thường mấy anh chị ha, ví dụ như một số mấy anh chị đang đánh tennis nhưng mà mấy anh chị chưa đánh giỏi, hay là một số mấy anh chị đang có ý định là chạy bộ đó. Trong năm 2020 mấy anh chị vẫn có thể chạy marathon mấy anh chị. Nếu mà trong 12 tháng tới mấy anh chị ngày nào cũng luyện tập đều đặn mấy anh chị ha, cũng giống như bản thân mình nói không phải khoe khoang, nhưng mà đều một trong những cái thử thách về bản thân đó mấy anh chị, để có thể phát triển bản thân mình, một cái thử thách rất lớn mấy anh chị. Là tại vì lâu nay đó mình đi bộ, mình đã từng đi bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn
1.800 cây số mà gì, mình có thể đi bộ rất xa mình không sao nữa. Mình cũng đang có ý định đi bộ từ mé đông của nước Mỹ qua mé tây mà gì 18.000 cây số. Nhưng mà khi mà nói về chạy mà gì hả, mình không có chạy xa được mà gì. Mình chạy khoảng chừng nhà này qua hai cái nhà khác thôi là bắt đầu là đã thấy mệt rồi mà gì. Nhưng mà mình quyết định là nếu mà mỗi ngày mình chạy đều đặn mà gì ha, có thể là 2 cây, rồi lên 5 cây, rồi lên 10 cây, và mình làm điều đó đều đặn mỗi ngày mà gì, thì mình tin rằng trong năm tới mình có thể khắc phục được cái điều đó và mình có thể chạy 42 cây. À, thành ra đó là cái việc mà khi mà mình tập trung vào một cái việc gì đó mà gì, và mình luyện nó liên tiếp trong vòng một năm mà gì, thì mình tin rằng mình sẽ giỏi mà gì. Một số mà gì có thể luyện đánh tennis thiệt giỏi, mà gì luyện cái kỹ năng gì đó mà gì, và làm liên tục trong vòng 12 tháng đều đặn mỗi ngày mấy anh chị, thì mình tin rằng một số mấy anh chị vẫn có thể trở thành thiên tài trong một việc gì đó, hoặc là ít nhất mấy anh chị rất giỏi, trở thành ngoại hạng trong một cái lĩnh vực nào đó mấy anh chị đang làm. Một số mấy anh chị đang là làm network marketing, hay mấy anh chị đang làm bảo hiểm, mấy anh chị vẫn có thể trở thành siêu sao trong cái lĩnh vực mình làm mấy anh chị, nếu mấy anh chị tập trung trong vòng 12 tháng tới, một năm mấy anh chị ha, mấy anh chị đều đặn luyện cái việc của mình làm thường xuyên mỗi ngày, để cái tay nghề, để cái tư duy, để cái kỹ năng của mình nó thăng tiến. Không nhất thiết mấy anh chị phải học ai, mấy anh chị phải đi học cái lớp gì đó đó. Mấy anh chị miệt mài trong cái việc của mình làm đó, trong vòng 12 tháng mấy anh chị, làm đều, làm đủ đó, làm đúng, làm đều, làm đủ một thời gian dài nữa thì mấy anh chị sẽ đạt được kết quả rất lớn. Thành ra mấy anh chị nhớ đây mấy anh chị, thiên tài là do kiên trì, nỗ lực, học hỏi, làm việc không ngừng trong một thời gian dài mấy anh chị. Và đặc biệt là mình mong là một số mấy anh chị có cái niềm tin. Mấy anh chị phải xem lại cái niềm tin của mình. Vì nếu mấy anh chị tin rằng mình sẽ không làm được thì mấy anh chị cũng đúng mấy anh chị, thì mấy anh chị cũng sẽ không làm được. Nhưng mà nếu mấy anh chị tin rằng khi mình sinh ra mấy vậy ha, mọi người đều như nhau mấy chị, mọi người đều bình đẳng như nhau. Cái vấn đề là tại sao có những người, người ta có một cái cuộc sống quá tốt đẹp mà mình không có mấy chị? Chắc chắn là có điều gì đó. Mấy chị cũng thấy nhan nhản ở Việt Nam hiện nay hay là khắp mọi nơi mấy chị. Người Việt Nam mình rất giỏi mấy chị. Người Việt Nam mình rất giỏi, và đó là những người rất bình thường. Cách đây 2 ngày đó, mình có tình cờ trên internet thì mình mới biết là president của một cái trường đại học ở Mỹ mấy chị, và trường Foothill College ở Bắc California là cái trường mà đầu tiên khi mình qua Mỹ năm 1978 mình học, thì mình mới biết mấy chị ha, là president của trường Foothill College là người Việt Nam tị nạn đầu tiên mấy chị, hiện nay đang là president, và cô này chỉ 42 tuổi thôi. Mấy anh chị có thể search ở trong cái Google đó thì mấy anh chị sẽ thấy là cô này tên Thúy, họ Nguyễn, Thúy Nguyễn, president của trường Foothill College mà nhỉ, là người refugee, Vietnamese refugee đầu tiên làm president của một trường college. Là một người bình thường mấy anh chị, qua Mỹ rồi cũng vất vả như rất nhiều người khác, đi học ở những trường mà có nhiều người Mỹ da màu ở Oakland mấy anh chị. Và đồng thời khi mà bức xúc với những cái cảnh mà chướng tai gai mắt thì cô này học luật. Và rồi từ cái niềm đam mê đó mấy anh chị, mình sẽ nhấn lại mạnh mẽ mấy anh chị, từ cái niềm đam mê đó và cái niềm tin là một ngày nào đó mình sẽ là người đứng ra bên vực mấy anh chị, bên vực cho những người da màu, cho những người gọi là thiểu số đó mấy anh chị, trong đó có người Việt Nam đó. Và cô này hiện nay đang là president, đang là giám đốc của một cái trường đại học, Foothill College là một trường rất lớn ở Bắc California mấy anh chị. Nó tới từ cái niềm tin. Mấy anh chị nhìn những cái trường hợp tay trắng làm nên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông Lê Văn Quyết, hay là chủ tịch của Vingroup cũng tương tự mấy anh chị, là những người bắt đầu từ tay trắng như bao nhiêu người khác mấy anh chị. Nhưng mà vì có cái niềm tin, thứ nhất là tin vào cái bản thân, nhất là tin vào cái bản thân mình mấy anh chị. Mấy anh chị nhìn những người như Steve Jobs hay là Jack Ma của Alibaba mấy anh chị, đó là những người người ta có niềm tin rất lớn. Mấy anh chị xem lại cái câu chuyện về cuộc đời mà mình có viết về Tesla đó mấy anh chị, ông chủ của Tesla, hay là ngay cả ông chủ của Mark Zuckerberg của Facebook cũng tương tự mấy anh chị. Ông ta có một cái niềm tin rất lớn
là ông ta đầu tư hết tất cả tài sản của ông ta mấy anh chị, vì ông ta tin rằng ở thế hệ con của ông ta đó, tức là khoảng chừng 15-20 năm nữa mấy anh chị, thì sẽ không còn bệnh tật. Mấy anh chị tưởng tượng nổi, có một người ngồi ở năm 2019, đúng ra thì khoảng chừng năm ngoái mấy anh chị, 2018 đó, và tin rằng trong vòng 20-25 năm nữa thì thế giới này sẽ không còn bệnh tật mấy anh chị. Và do đó ông ta dồn hết tất cả của cải vào trong những cái công cuộc mà nghiên cứu đó. Hay là của Elon Musk mấy anh chị, ông ta tin rằng ở ngoài kia mấy anh chị vẫn còn một cái hành tinh nào đó mà con người có thể sống được ở trên đó. Và ông ta tin rằng với cái năng lượng hiện nay mấy anh chị, năng lượng đến từ thiên nhiên, đến từ mặt trời mấy anh chị, là một cái nguồn năng lượng mà cả thế giới đều xài một cách phủ phê mấy anh chị. Mình có thể xài một cách vô tư và không bao giờ cạn. Chứ còn nếu mà mình sống nhờ vào cái năng lượng mà tới từ dầu ở dưới đất mấy anh chị ha, thì nó hữu hạn, và đồng thời một ngày nào đó thì nó sẽ cạn. Nếu mà không nói là từ đó nó ra những cái ảnh hưởng khác rất xấu về môi trường. Thành ra nó tùy cái niềm tin mấy anh chị. Cái niềm tin ở đây là mấy anh chị vẫn có thể có được một cái cuộc sống sung túc và đồng thời hạnh phúc mấy anh chị. Và con người của mỗi người sinh ra đều bình đẳng, và đồng thời cái đời sống sung túc nó là cái cơ hội cho mọi người mấy anh chị, nó dành cho mọi người chứ không phải nó là một cái đặc quyền cho một cái thiểu số nào đó. Thành ra với một cái niềm tin như vậy đó thì mình tin rằng mọi chuyện nó bắt đầu bằng cái niềm tin đó nhỉ. Và đồng thời để loại bỏ những cái độc tố mà mấy anh chị có thể có đó, mấy anh chị có thể ghi xuống ha, hay là mấy anh chị chụp lại cái màn hình này cũng được. Có 5 cái loại độc tố mà bạn có thể đang có mấy anh chị. Có thể mấy anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, có thể mấy anh chị đang có nha. Mình cũng đã có cái này mấy anh chị, và mình cũng đã loại ra hàng ngày. 5 loại độc tố mà mấy anh chị có thể đang có mấy anh chị nè, và mấy anh chị cần phải loại bỏ ngay mấy anh chị ha. Thứ nhất là than phiền. Mấy anh chị có phải là tuýp người hay than phiền không ạ? Than phiền là mình không có giờ. Ủa? Mọi người đều có 24 tiếng mà nhỉ, mình không hiểu tại sao mà vẫn có người, một số người mở miệng ra là than phiền là không có giờ, nghĩa là sao mà nhỉ? Hỏi tại sao không đi tập thể dục, dạ em không có giờ. Mọi người đều có 24 tiếng mà nhỉ, ngay cả những cái người mà gọi là nguyên thủ quốc gia cũng, người ta cũng có 24 tiếng như mình mà nhỉ. Những người như Elon Musk, những người như Steve Jobs, Bill Gates, người ta cũng có 24 tiếng như mình mấy anh chị. Cái vấn đề là mình phải ưu tiên như thế nào đó thôi. Hay là mình mở miệng ra là mình than phiền là ô, tại vì mình ở Việt Nam, tại vì điều kiện thiếu thốn, là tại vì hoàn cảnh, là tại vì số phận mấy anh chị. Trời mưa mấy anh chị có biết ai than phiền trời mưa không hả? Nhưng mà mấy anh chị có biết ai là thấy trời mưa người ta vẫn vui mấy anh chị? Thành ra nếu mà mấy anh chị tự hỏi mình là một người hay than phiền mấy anh chị ha, thì mấy anh chị phải loại bỏ ngay mấy anh chị, vì đây là một cái độc tố. Độc tố mà nó hủy hoại mình mấy anh chị, hủy hoại từ cái tương lai của mình, hủy hoại cái cuộc sống của mình mấy anh chị. Thành ra nếu mấy anh chị đang có cái độc tố gọi là than phiền đó, thì có thể mấy anh chị ghi cái số 1 ở phía dưới ha. Tôi đang có cái số 1. Mấy anh chị than phiền. Độc tố số 2 mấy anh chị, chỉ trích. Có những người mấy anh chị ha, mở miệng ra là phê bình chỉ trích người khác. Mấy anh chị có quen ai mà, hay là chính mấy anh chị có phải đang trong tuýp người này không? Chỉ trích ở đây là chỉ trích con người đó mấy anh chị, chỉ trích cá nhân. Hay là mấy anh chị là chồng hiện nay cứ mở miệng ra là chỉ trích vợ, hay là mấy bà vợ hiện nay mở miệng ra là hình như là chỉ trích chồng. Chỉ tìm chồng sơ hở cái gì đó là chỉ trích. Hay chỉ trích con cái mấy anh chị. Mấy anh chị đang là phụ huynh nên chỉ trích con cái. Hay là con cái mấy cháu hiện nay đang chỉ trích bố mẹ. Chỉ trích ai đó mấy anh chị ha. Chỉ trích, tức là luôn luôn nhìn cái khía cạnh tiêu cực của người khác để soi mói, để chỉ trích mấy anh chị, để xỉa xói đó. Thành ra không biết là mấy anh chị nào có cái độc tố này, đang có cái độc tố này trong đầu mấy anh chị ha, mấy anh chị ghi xuống dưới số 2.
Chỉ đơn giản mấy anh chị tự nhận mình comment là số 1, số 2 gì đó thì mình biết mấy anh chị đang có cái độc tố. Nhưng mà quan trọng hơn, mấy anh chị là người biết mình đang có độc tố nào, mấy anh chị ha. Rồi cái số 3 là tiêu cực mấy anh chị. Gặp cái gì cũng than, gặp cái gì cũng tiêu cực. Tiêu cực là gì mấy anh chị? Ví dụ như cái chai nước, cái ly này đó, thì cái người tiêu cực người ta sẽ nói là dạ cái ly này nó đầy có một nó lưng chừng có một nửa thôi. Nhưng mà người 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 mà tích cực người ta nhìn vào nó à, cái ly này nó đầy một nửa chứ không phải nó lưng một nửa. Mấy chị thấy từ trong cái ngôn ngữ của mình dùng, dĩ nhiên cái gì nó cũng có cái mặt tích cực và tiêu cực mấy chị. Nhưng mà nếu mà mấy chị chỉ nhìn vào cái tiêu cực không thôi đó, dễ biết nhất là gì mấy chị? Mấy anh chị thường là những người hay than vãn, đó là những người tiêu cực. Than vãn, nói gì cũng không, không được, không, không, không. Hay trong cái ngôn ngữ dùng có những cái từ như là không, cái từ ghét, cái từ gì đó mấy anh chị, nó gọi là tiêu cực mấy anh chị. Đó là cái độc tố mà ai có cái độc tố này ghi xuống dưới số 3 ha. Cái số 4 mấy anh chị, nhiều chuyện. Nhiều chuyện ở đây là ngồi lê đôi mắt 888 mà nhỉ, gặp ai đó thì nói chuyện về người khác mà nhỉ. Người ta nói là có 3 loại người ở trên thế giới này mà nhỉ. Người thứ nhất là luôn nói về người khác. Người xấu nhất mà nhỉ là luôn nói về người khác. Cái người số 2 mà nhỉ là luôn nói về những cái sự kiện. Ví dụ như sự kiện vừa rồi là có bóng đá, sự kiện vừa rồi là cái gì đó mà nhỉ ha. Cà phê Trung Nguyên, vợ chồng cà phê Trung Nguyên đang ly dị nhau, hay là cái gì đó mấy anh chị. Nhiều chuyện. Tức là mình xin nhắc lại mấy anh chị, có 3 loại người mấy anh chị. Thứ nhất là luôn nói về người khác. Thứ hai là luôn nói về những cái sự kiện. Và cái người cao mấy anh chị, người thứ ba là người ở cái cấp độ mà cao đó, thì luôn luôn nói về những cái ý tưởng. Thành ra nếu mà anh chị gặp ai đó mà người đó chỉ nói về những cái ý tưởng thôi thì người đó là thuộc cái tầng cao mấy anh chị. Nhưng mà mấy anh chị gặp ai đó mà người đó chỉ nói về cá nhân nào đó thôi đó, thì đó là cái cấp thấp nhất. Cấp cao hơn cái cấp thấp nhất một chút mấy anh chị là nói về những cái sự kiện. Nhưng mà cái cấp cao nhất mấy anh chị, mình nói về những cái ý tưởng, mình nói về những cái ý tưởng mấy anh chị, thì đó là cái cấp cao nhất. Mình không biết mấy anh chị ở cái cấp nào. 1, 2, 3 mấy chị có thể ghi xuống dưới. Nhiều chuyện mấy chị hả? Nhiều chuyện là gặp luôn luôn nói về người khác mấy chị. Chắc chắn mấy chị có quen ai đó mà hình như là người này mỗi lần gặp là nhiều chuyện. Ngồi nói hết chuyện này tới chuyện kia, chui vô nhà người này, chui vô giường người kia, chui vô phòng người nọ, nói đủ mọi chuyện mấy chị hả? Chuyện của người khác mấy chị. Thuộc loại nhiều chuyện đó, chắc cái này mình cũng cần định nghĩa là như nhiều chuyện là cái gì mấy chị chắc cũng biết nè. Cái độc tố thứ năm mấy anh chị này là viện cớ. Người viện cớ mấy anh chị, nếu mấy anh thì người ta nói là nếu mà mình không thích thì mình sẽ viện cớ, mà nếu thích thì mình sẽ tìm cách đó nhỉ ha. Ví dụ như mấy anh chị muốn tập thể dục nhưng mà mấy anh chị vì cái gì đó mấy anh chị không có muốn tập thể dục, thì thường thường mấy anh chị sẽ nại cớ. Mình viện cớ là trời mưa, mình viện cớ là cái này cái kia mấy anh chị. Còn nếu mà mấy anh chị thật sự mà muốn làm thì mấy anh chị sẽ tìm cách. Thành ra viện cớ mấy anh chị, chắc có mấy con nhỏ thì mấy anh chị cũng biết là mỗi lần mà nhắc nó đánh răng, nhắc nó phải đi tắm thì thường thường nó sẽ viện cớ mấy anh chị. Thành ra đây là 5 độc tố mà bạn có thể đang có. 1, 2, 3, 4, 5 mấy anh chị. Ai có đủ 5 mấy anh chị ghi xuống là tôi có luôn 1, 2, 3, 4, 5. Hay là mấy anh chị có 1, 2, 3, 4, 5. Hay là mấy anh chị ở trong nhà mấy anh chị ha. Ví dụ như ông chồng tới về nhà cái thấy vợ chỉ trích ấy, thì mày chỉ cần đưa con số 2 lên mấy anh chị là vợ biết ngay số 2. Em đang có cái độc tố số 2 nữa. Hay là con cái mà mình nói nó đi học hay là gì đó bắt đầu nó viện cớ mấy anh chị, thì mấy anh chị đưa số 5. 5 hay không? Hay là ai than phiền cái mấy anh chị đưa số 1 mấy anh chị. Hay là ngày mai vô đi làm trong hãng mà sếp mình chỉ trích mấy anh chị đưa số 2 ha. Sếp đang có độc tố số 2 là hay chỉ trích nhân viên. Và tiêu cực thì tôi sợ quá nhiều mấy anh chị. Mấy anh chị thấy ai đang đọc báo thì mấy anh chị đưa số 3 lên ha. Tiêu cực, đọc báo là chỉ biết nghe toàn chuyện tiêu cực thôi mấy anh chị.
hay là đọc tin tức. Đọc tin thì mình nghe xong là mình tức, đó là gọi là tin tức này, tiêu cực. Thành ra đây là năm loại độc tố mà mấy bạn có thể đang có. Mấy anh chị làm ơn loại khỏi cái năm độc tố này ra khỏi người của mình thì mình sẽ khỏe ngay mấy anh chị. Mình sẽ lột xác để chuẩn bị cho năm 2020 rực rỡ nhất. Và đặc biệt mấy anh chị nè, mấy anh chị nếu mà trước mặt mấy anh chị có cái tờ giấy trắng đó, mình đề nghị mấy anh chị ghi xuống nè: những điều đang làm tôi bị tiêu hao năng lượng, những điều đang làm tôi bị tiêu hao năng lượng. Đó là cái gì mấy anh chị ha? Tiêu hao năng lượng. Có thể cái nhà dơ quá, lâu nay mình nói mình dọn dẹp mà mình chưa dọn. Cái quần nó bị rách dưới đáy, lủng cái lỗ. Mình nói mình vá mà chưa có dịp vá. Thành ra mỗi lần đi làm hay là mỗi lần đi học gì đó, mặc cái quần vô là tự nhiên năng lượng nó thoát ra ngoài. Hay là đôi giày mang vô nó đau chân. Hay là một số mấy anh chị hứa gọi cho bố mẹ lâu nay mà chưa gọi, thành ra mỗi lần mà nhắc tới bố mẹ cái tự nhiên mất năng lượng. Hay một số mấy anh chị đang mắc nợ. Mỗi lần có ai gọi điện thoại lại đó thì cứ nghĩ là chủ nợ đang gọi mình. Và mỗi lần mà mình nghĩ tới tên cái thằng chủ nợ là tự nhiên năng lượng bị tiêu hao. Hay là mấy anh chị mỗi lần nghe tên của ai đó là bị mất năng lượng, đúng không ạ? Mà nhiều khi người đó là người đang ngủ chung với mình cũng có. Thành ra cái gì nó làm cho mấy anh chị tiêu hao năng lượng, mấy anh chị ghi xuống. Và đồng thời mấy anh chị phải loại ra cái này ra càng sớm càng tốt mấy anh chị. Hay là mấy anh chị phải làm xong, thực hiện xong, hoặc là thanh toán nó mấy anh chị. Chứ còn không thì nó sẽ làm mất năng lượng mấy anh chị ha. Làm sao mà mình có thể đạt được cái gì đó khi mà mình, con người mình bị tiêu hao năng lượng mấy anh chị. Hay là một số mấy anh chị là phụ huynh có con đang tới tuổi thành niên, mình biết chắc hiện nay con mà ở tuổi vị thành niên đó thì thường bố mẹ bị tiêu hao năng lượng mỗi lần nghĩ về đứa con của mình, hay đứa con của mình nó hư hỏng hay nó ham chơi hay như thế nào đó mấy anh chị. Hay là một số anh số chị có bạn trai bạn gái mà ngày hôm qua quên mua quà, hay là sắp tới Giáng sinh tới nơi rồi mà không chịu mua quà hay gì nó, mỗi lần mình nghĩ tới người yêu của mình là mình bị tiêu hao năng lượng. Có thể mấy anh chị, những điều gì đang làm bạn bị tiêu hao năng lượng, nếu mấy anh chị không ngại, mấy anh chị có thể ghi xuống dưới để là gợi ý cho những cái bạn khác mấy anh chị ha. Vì mấy anh chị không thể nào có một cái năm rực rỡ, một cái cuộc sống tốt đẹp nếu mình bị tiêu hao năng lượng mấy anh chị. Nếu mà xe dơ quá, nhà dơ quá, mỗi lần mình bước vô xe, mỗi lần mình về mình nhìn lại cái nhà của mình là mình bị tiêu hao năng lượng. Có thể một số mấy anh chị đang trong tình cảnh đó. Hay là trong gia đình có cái gì đó nó bất ổn mấy anh chị ha. Đang gây lộn với bà chị dâu. Thành ra mỗi lần mà về mình nhìn mặt bả thôi. Hay là mỗi lần mình nghĩ mình về nhà đó, mình phải gặp bà chị dâu hay là ngồi ăn với một người mà mình ghét mấy anh chị, thì tự nhiên cái năng lượng của mình nó bị tiêu hao. Có thể là như vậy. Dĩ nhiên là có những cái điều mình không bỏ được. Ví dụ như mình không thể nào bỏ vợ, bỏ chồng mình, là tại vì người này làm mình tiêu hao năng lượng mấy anh chị. Nhưng mà cái điều gì, tại sao mình lại tiêu hao năng lượng, tại sao người đó làm mình tiêu hao năng lượng, thì cố gắng cải thiện cái mối quan hệ mấy anh chị. Cố gắng cải thiện cái mối quan hệ để cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Vì những người đó đáng lẽ là người phải mang lại cái năng lượng cho mình, đúng không ạ? Và đặc biệt mấy anh chị, cái điều gì nó làm cho, nó mang lại cái năng lượng cho mấy anh chị. Ví dụ như là mua một cái món đồ ăn ngon cho bố mẹ, hay là dẫn bố mẹ đi chơi, dẫn bố mẹ, dẫn gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới, hay là gì đó mấy anh chị, thì tự nhiên nó mang lại cái năng lượng lớn. Thì mấy anh chị nên làm nhiều cái đó một chút. Nên tập trung và thực hiện những cái điều mà nó mang lại cái năng lượng cho mình. Ok mấy anh chị ha. Muốn trở thành một người đầy năng lượng và đạt nhiều thành tựu lớn mấy anh chị, chỉ đơn giản là loại bỏ những cái gì nó làm cho mình hao năng lượng, và đồng thời làm thực hiện những cái điều mà nó nạp cái năng lượng lại cho mình. Và cái đó là cái điều nên làm mấy anh chị. Ok mấy anh chị ha. Sống đơn giản mấy anh chị, sống đơn giản. Mấy anh chị không cần phải cầu kỳ lắm. Không nhất thiết là mình phải có một cái chung cư ở ở gì đó
ở quận 7 hay là xe mình phải là siêu xe mà gì, sống đơn giản mà gì. Sống đơn giản lại. Mình nghĩ đây là cả một cái đề tài, nói thì nó dễ mà vậy. Thực hiện nó không có đơn, không có dễ giống như mình nghĩ mà vậy. Thành ra ở đây đó, mình chỉ yêu cầu một số anh chị mình sống đơn giản lại. Như thế nào gọi là đơn giản đó, mình nghĩ là một số anh chị tìm ra cái cách. Mình cũng đã có một vài cái đề tài mình nói chuyện trong ngày Chủ nhật ngày hôm nay về cái vấn đề này, về cái đề tài này mấy anh chị. Sống đơn giản lại. Sống đơn giản như đang giỡn. Sống đơn giản mấy anh chị ha. Cái kế tiếp mấy anh chị, sống với cái niềm đam mê. Mấy anh chị làm cái gì đó, mấy anh chị có được cái sự đam mê đó. Ví dụ như mình đam mê trong cái vấn đề giúp đỡ những người khác. Hay là mấy anh chị có thể đam mê về âm nhạc, đam mê về hội họa, đam mê về thể thao hay cái gì đó mấy anh chị. Mình sống với cái niềm đam mê đó mấy anh chị. Đam mê như mình có đứa con gái, nó có cái đam mê rất lớn về hoa, về nghệ thuật mấy anh chị ha. Và mình có cháu út, con gái, năm nay 27 tuổi mấy anh chị. Nó có đam mê về món ăn. Nó làm mấy cái món mì Ý, mì ống Ý mà vậy. Và hiện nay thì nó làm nó và nó bán. Nó làm rất cực khổ mà chị. Nhưng mà sao mà chị? Đó là cái niềm đam mê ở trong một cái ngành như vậy. Và mỗi người có cái niềm đam mê khác nhau mà chị. Sống với cái niềm đam mê là cái người mà sống sướng nhất. Người sống sướng nhất là sống với cái niềm đam mê của mình. Và nên làm điều đó mà chị ha. Và đây là cái Big Five mấy anh chị, này mình muốn giới thiệu với mấy anh chị một cái khái niệm, đó là Big Five đó. Tại sao con số 5 thì mình không biết mấy anh chị. 7, 8 thì nó nhiều quá. 3, 4 thì nó ít quá. 1, 2 thì chắc chắn là nó ít quá mấy anh chị. Thành ra mình có cái giới thiệu với mấy anh chị một cái khái niệm là Big Five, là 5 điều lớn nhất ở đây mấy anh chị ha. Thành ra mình muốn hỏi mấy anh chị nè. 5 điều lớn nhất muốn đạt được trong cái kinh doanh mấy anh chị đang làm là cái gì? Một số mấy anh chị đang làm bất động sản, một số mấy anh chị có thể đang làm network marketing, một số mấy anh chị đang làm bảo hiểm, hay là mấy anh chị đang kinh doanh cái gì đó mấy anh chị. 5 điều lớn nhất muốn đạt được với kinh doanh mấy anh chị đang làm là cái gì? Ok mấy anh chị ha, mấy anh chị nếu mới được mấy anh chị trả lời. Trả lời riêng mấy anh chị cũng cần phải share trên cái trang này đâu. Mấy anh chị có thể trả lời riêng đâu đó cũng được. Cái niềm tin mấy anh chị. Cái 5 điều lớn nhất muốn đạt được với kinh doanh là cái gì? Mình nhìn trong cái màn hình này mình thấy cái chữ niềm tin ở đây. Và đặc biệt mấy anh chị, 5 điều lớn nhất muốn thực hiện trước khi từ giả cõi đời là cái gì mấy anh chị? Đây là xin lỗi mình tắt hàng này. 5 điều lớn nhất muốn thực hiện trước khi từ giả cõi đời là cái gì? Có thể là 5 cái điều khác nhau mấy chị ha. Một cái về lĩnh vực sức khỏe, một cái về lĩnh vực nghề nghiệp, một cái về vấn đề tài chính, một cái về vấn đề mối quan hệ hay như thế nào đó mấy chị, một cái về vấn đề những cái đóng góp cho xã hội. 5 điều lớn nhất muốn thực hiện trước khi từ giả cõi đời là cái gì mấy chị? Mấy chị viết 5 điều này miếng giấy. Thường thường bây giờ trong cái iPhone hay là gì, nó có cái note đó mấy chị ghi xuống. Và đọc mỗi ngày 2 lần mấy chị. Mỗi lần mấy chị cảm thấy mất phương hướng, mỗi lần mà mấy chị cảm thấy là mình bị chán nản hay cái gì đó mấy chị ha, mất cái động lực đó, mấy chị đọc lại mấy chị. Nó sẵn ở đâu đó trong túi quần hay đâu đó, hay trong cái phone là hay nhất, mấy chị mình đọc lại. Buổi sáng một lần, buổi tối một lần. Ok mấy anh chị ha, để mình tiếp tục. 5 điều, xin lỗi, mình cái này để năm 2014 thì ra năm 2020. 5 điều lớn nhất thực hiện trong năm 2020 là cái gì mấy anh chị? Mình quên sửa cái này. Năm, mấy anh chị biết là cái bài này mình làm 6 năm rồi đó. 5 điều lớn nhất muốn thực hiện trong năm 2020 là cái gì? 5 điều lớn nhất mấy anh chị, 5 điều lớn nhất mấy anh chị muốn thực hiện trong năm 2020. 5 giá trị sống mấy anh chị. Cái câu này là cái câu mà người Việt mình ít khi mình hỏi lắm. 5 giá trị sống của mấy anh chị là gì? Ví dụ như bản thân mình mấy anh chị tôn trọng sự thật. Cái vấn đề chính trực mấy anh chị ha.
năm giá trị sống đó là cái sự tự do và cái tôn trọng cái đẹp, tôn trọng cái sự thật. Thành ra khi và có cái tự do mới chỉ đó là cái giá trị sống của mình. Thành ra cái gì mà nó làm cho mình bị mất tự do và mình phải dối lòng mình nữa mấy anh chị, thì mình bỏ ngay, mình không làm mấy anh chị. Vì mình đã có sẵn một cái tiêu chuẩn, đó gọi là cái giá trị sống. Mấy anh chị sống vì cái giá trị gì, mình ghi xuống mấy anh chị ha. Và mình phải biết rất rõ cái điều này mấy anh chị, năm giá trị sống của mình là gì. Cái kia tiếp mấy anh chị, năm điều lớn nhất muốn thực hiện trong tuần tới. Bữa nay là chủ nhật mấy anh chị này, trong 7 ngày tới, năm điều lớn nhất muốn thực hiện là gì? Ví dụ như là mua một món quà gì đó, làm gì đó cho bố mẹ, làm cái gì đó cho bạn đồng nghiệp, giúp đỡ ai đó mấy anh chị. Hay là làm một cái điều gì đó từ trước giờ chưa từng làm. Có thể là ngồi ăn sáng với bố mẹ mấy anh chị ha. Tại vì có thể nguyên năm mình chưa bao giờ làm. Hay là nói với bố mẹ là con yêu bố mẹ lắm chẳng hạn. Một cái câu nói nữa mấy anh chị. Có thể đó là cái điều lớn nhất muốn thực hiện trong tuần tới, là nói được những cái lời yêu thương với những người mà mình yêu thương thật sự. Năm điều lớn nhất muốn thực hiện trong tuần tới là cái gì? Năm điều lớn nhất muốn thực hiện vào ngày mai mấy anh chị. Ngày mai mấy anh chị có năm điều lớn nhất gì muốn thực hiện? Thành ra mình muốn giới thiệu mấy anh chị cái khái niệm về con số 5 mấy anh chị. Năm cái điều lớn nhất. Năm điều lớn nhất. Mấy anh chị tự hỏi mình cái câu này thường xuyên mấy anh chị. Hôm nay đó thì để có thể là bao nhiêu. À thì mình cũng sắp hết giờ rồi thành ra. Chắc có thể mình không có đủ thời gian để mình nói về cái khái niệm cái bánh xe cuộc đời mấy anh chị. Nhưng mà một cái điều vắn tắt đó là mấy anh chị nên mình muốn giới thiệu mấy anh chị một cái khái niệm, đó là sống thăng bằng mấy anh chị. Mình sống thăng bằng mấy anh chị. Trong cái cuộc đời của mình mấy anh chị, nó gồm có 8 cái khía cạnh. Và theo Robin Sharma đó, cái này mình học của Robin Sharma, thì nó có 8 cái component để nó tạo lên một cái cuộc sống thành công, một cuộc sống đầy đặn mấy anh chị. Thì nó gồm có cái thứ nhất mấy anh chị, nó không nhất thiết phải theo thứ tự, nhưng mà mấy anh chị nhìn một góc bên tay phải phía trên, nghề nghiệp mấy anh chị nè, tiền tài, sức khỏe, bạn bè, người yêu thương, phát triển cá nhân, thú vui giải trí mấy anh chị. Thành ra và tiện nghi cái cuộc sống, đó là 8 cái khía cạnh của cuộc đời của mình mấy anh chị. Thành ra nó phải đầy đặn. Đầy đặn ở đây có nghĩa là gì mấy anh chị? Ví dụ như mình nói hỏi mấy anh chị này, về nghề nghiệp đó. Nếu mà ở điểm 10 là cái nghề nghiệp mà tối ưu mà theo mấy anh chị nghĩ đó, thì hiện nay mấy anh chị đang ở số mấy? Mấy anh chị có thể nói là ở số 6 hay số 7 gì đó mấy anh chị ha. Thì nếu mà 6, 7 mấy anh chị thì nó phải đều hết ở mấy cái khía cạnh khác. Tại vì cái bánh xe nó phải tròn mấy anh chị thì nó mới lăn được. Lý do tại sao mình kêu nó là bánh xe mấy anh chị ha? Là tại vì cuộc đời của mình nó phải lăn về phía trước mấy anh chị ha. Có anh chị nào có cảm giác là cuộc đời của mình sao nó lăn chút xíu, nó nhích lên chút xíu mấy anh chị, cái lần cái cục nó đứng. Cố gắng lắm, đẩy lắm mấy anh chị ha, thì nó lăn chút xíu, nó lần cái cục nó đứng luôn 2-3 năm liên tiếp. Cuộc đời của mình có thể nói là nó không tiến về phía trước mấy anh chị, và nó giống như cái bánh xe khập khểnh. Nếu mấy anh chị có cảm giác đó mấy anh chị, thì mình có thể nói chắc mấy anh chị là tại vì bánh xe cuộc đời của mấy anh chị đang có vấn đề. Có thể mấy anh chị đang cố gắng về cái nghề nghiệp của mình làm sao cho nó thăng tiến mấy anh chị, nhưng mà mấy anh chị bị cái vấn đề về sức khỏe, hay là có vấn đề về gia đình mấy anh chị, hay là có vấn đề về phát triển bản thân, hay là mấy anh chị sống hoàn toàn không có một chút thú vui và giải trí nào mấy anh chị ha. Thì chính cái đó mấy anh chị nó làm cho cái bánh xe của mình nó không tròn. Hay là ví dụ như mình hỏi mấy anh chị nè, trong cái thú vui và giải trí đó, nếu mà so với cái điểm 10 là cái điểm mà mấy anh chị lý tưởng nghĩ về cái cuộc sống của mình, nó luôn luôn nó tràn đầy những cái thú vui và giải trí, thì mấy anh chị đang ở điểm mấy so với cái thang điểm là từ 1 cho tới 10? Hay là về tiền tài mấy anh chị, cái cuộc sống tiền tài mà tối ưu theo mấy anh chị ở điểm 10 nó là cái gì? Ví dụ mấy anh chị có thể diễn tả là tiền vô như nước, không có mình, có mình nó vẫn tới, mình đang ngủ nó cũng tới.
nó tới nhiều hơn là cái nhu cầu mình có mà vậy ha. Nó tới một cục mình xài chưa hết, nó tới một cái cục khác. Và cái đó là điểm 10 mà anh chị. Và so với cái điểm 10 đó thì mấy anh chị đang ở điểm mấy ngay vào thời điểm này? Mấy anh chị có thể điểm 4, điểm 3 gì đó, hay điểm 8, điểm 9 gì đó thì tùy mấy anh chị. Nhưng mà đã 8, 9 rồi đó thì 8, 9 nó đều với sức khỏe, nó đều với bạn bè, nó đều hết 8 khía cạnh khác mấy anh chị. Thì như vậy cái bánh xe cuộc đời của mình nó mới lăn tiếp được. Thành ra mình muốn, điều mà hôm nay mấy anh chị mình muốn nói với mấy anh chị đó là mấy anh chị tự cho điểm của mình đó. Và trong 8 khía cạnh này mấy anh chị, cái nào là điểm thấp nhất thì mấy anh chị nên tập trung vào cái khía cạnh đó để phát triển cho nó, để giải quyết mấy anh chị. Chắc có thể là vấn đề tài chính, mình nghĩ là theo kinh nghiệm của mình thì phần lớn một số mấy anh chị ở Việt Nam hiện nay đang quá quan tâm về vấn đề tài chính và nghĩ là mình đang thiếu hụt mấy anh chị ha. Thì mấy anh chị nên tập trung vào một cái khía cạnh mấy anh chị và giải quyết cho nó xong. Có thể một số anh chị nói về vấn đề sức khỏe. Sức khỏe quá yếu kém, tối nào cũng phải đi nhậu. Và trong người thì lục phủ ngũ tạng là nó te tua hay như thế nào đó mấy anh chị. Cố gắng giải quyết cho xong cái vấn đề sức khỏe mấy anh chị. Tập thể dục, uống thực phẩm bổ sung, và làm cái gì đó mấy anh chị để cải thiện vấn đề sức khỏe. Hay là thú vui giải trí từ hồi nào tới giờ không có thì mấy anh chị nên dành thời gian để thực hiện những cái thú vui của mình. Ví dụ như một số mấy anh chị có thể có thú về âm nhạc, có thú về vẽ, có thú về đi du lịch hay là du ngoạn, giả ngoại gì đó, thì mình hãy thực hiện những cái điều đó mấy anh chị ha. Cái gì là cái điểm mà thấp nhất hiện nay mấy anh chị, tiện nghi của cuộc sống? Nếu mấy anh chị ở điểm thấp nhất thì nên cải thiện một trong 8 cái khía cạnh này. Cái nào thấp nhất mấy anh chị tập trung và giải quyết nó ngay. Chứ nhiều khi chắc chắn là mấy anh chị thấp có thể 7-8 cái nữa, chứ không phải là một mấy anh chị. Nhưng mà coi cái nào thấp nhất thì ưu tiên giải quyết một cái nữa mấy anh chị, thì những cái khác nó sẽ được ảnh hưởng. Ok mấy anh chị ha. Và 5 điều bị phân tâm nhiều nhất hiện nay của mấy anh chị là cái gì? Mấy anh chị giải quyết giùm cái này. Tôi bị phân tâm về vấn đề tài chính, tôi bị phân tâm vì thiếu cái sự hỗ trợ của người phối ngẫu hay như thế nào mấy anh chị, mình ghi hết xuống mấy anh chị. Thành ra câu hỏi cho mấy anh chị là 5 điều bị phân tâm nhiều nhất hiện nay là cái gì, mình ghi xuống. Và ghi xuống để làm gì mấy anh chị? Để mà mình biết mình giải quyết mấy anh chị. Giải quyết cái thứ tự ưu tiên, cái quan trọng, cái nào quan trọng thì mình giải quyết. Và 5 cái thói quen. Thứ nhất là 5 cái thói quen xấu mình cần bỏ mấy anh chị ha. Và 5 cái thói quen tốt mình cần tập mấy anh chị. Ví dụ như thói quen về dậy sớm, thói quen là luôn khen người khác, thói quen là nhìn mọi chuyện nó qua cái lăng kính màu hồng, cái tính tích cực mấy anh chị. Tại vì thường đó thì mấy anh chị biết là cái người mà có cái tính tích cực đó thì luôn luôn thu hút người khác. Ví dụ như mỗi ngày mấy anh chị tập cái thói quen là gì? Khen 20 người mấy anh chị. Khen đủ 20 người thì mới về nhà, không khen đủ không về nhà mấy anh chị. Mấy anh chị nghe cái câu đó thì nghe nó hơi vui vui đó, nhưng mà nếu thật sự mấy anh chị tập trung vào mỗi ngày khen 20 người mấy anh chị, buổi sáng mở mắt ra khen vợ hay là chồng nằm bên cạnh câu mấy anh chị, về nhà gặp bố mẹ, khen con cái, vô sở khen sếp, khen bạn đồng nghiệp, mấy anh chị sẽ thấy cuộc sống của mình nó sẽ khác mấy anh chị. Đó là một vài cái thói quen. Hay là một số mấy anh có thói quen xấu là bia bọt, là hút thuốc lá, là nhậu nhẹt gì đó, thì cố gắng cải thiện mấy anh chị, cố gắng thay đổi. Hay là một vài cái thói quen tốt mấy anh chị muốn tập, ví dụ như là đọc sách mấy anh chị nè. Thì ví dụ như một số mấy anh chị đi xe đi làm hiện nay phải ngồi xe hơi hay xe taxi hay gì đó mấy anh chị ha, 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày nữa, thì đó là một cái cơ hội, người ta gọi là cái trường đại học mấy anh chị, trường đại học bị kẹt xe đó. Hay là mấy anh chị vẫn có thể học lúc mà mình đi bộ mấy anh chị ha, chịu khó thay vì phải đi xe mấy anh chị. Ở Hà Nội hiện nay đó thì vấn đề ô nhiễm quá nặng nề, tại sao không đi xe đạp mấy anh chị? Và hay là tại sao không đi bộ, là tại vì một số mấy anh chị than phiền đó là đi bộ nó mất thời gian. Nhưng mà thời gian là thời gian mấy anh chị sẽ không mất cái thời gian nếu mấy anh chị tận dụng cái thời gian đi bộ để có thể nghe những cái cuốn sách nói. Mấy anh chị nghe những cái video rất hay mấy anh chị. Thì đó là một cái cơ hội để mấy anh chị có thể có thêm một cái bằng cử nhân. Chỉ vì đi bộ hay là chạy bộ mấy anh chị ha.
Mình chạy bộ không bao giờ thiếu được là phải nghe cái gì đó mà gì. Tại vì cái thời gian đó nếu mà mình không nghe gì hết thì mình thấy nó rất dài. Nhưng mà thói quen về chạy bộ hay là đi bộ mấy anh chị, đó là cái cơ hội để mình học hỏi mấy anh chị. Có quá nhiều những cái phương tiện hay hiện nay mấy anh chị trên 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 mạng mấy anh chị ha. Ví dụ như sách nói mấy anh chị này, sách nói những cái video, những cái nó gọi là podcast mấy anh chị, rất hay mấy anh chị, những cái thông tin rất bổ ích và mấy anh chị có thể nghe. Đó là tập một vài cái thói quen mấy anh chị, tập một vài thói quen. Anh thành ra đó là cái điều mà một số anh chị nên ghi xuống mấy anh chị ha, và chúc mấy anh chị là một năm 2020 một năm rực rỡ nhất từ trước tới nay. Ok mấy anh chị, để mình trở lại. Anh chị chờ mình chút xíu để mình trở lại cái trang này. Đây. Anh coi hồi nãy giờ. Ok mấy anh chị, bây giờ thì mình cũng vừa hết giờ đã, thành ra mình cũng muốn giới hạn trong vòng 60 phút vì một số mấy anh chị Việt Nam có thể là khuya quá, mấy anh chị cần ngủ. Thành ra hy vọng là trong 60 phút vừa rồi đó mình mang lại một vài cái giá trị gì đó nó thiết thực cho cái cuộc sống của mấy anh chị, để mình có thể có cái cuộc sống tốt hơn mấy anh chị. Mình tin rằng năm 2020 nó sẽ là một năm rực rỡ nhất của cuộc đời của mình mấy anh chị, vì cái con số nó rất đẹp. Và đồng thời mấy anh chị phải làm cho cái năm đó nó độc đáo tới nỗi mà 30 năm sau mấy anh chị, năm 2050, 50 hay 51 gì đó, mấy anh chị đang ngồi với bạn mấy anh chị ha, thì có người hỏi là trong cuộc đời của anh năm nào là năm đáng nhớ nhất, thì mấy anh chị phải nói ngay mấy anh chị là năm 2020, là tại vì ABCD. Mấy anh chị thực hiện những cái giấc mơ lớn, những cái điều gì lớn lao cho cuộc đời của mình mấy anh chị, để năm 2020 nó nổi trội hẳn lên mấy anh chị ha. Chứ còn không thì năm 2020 nó cũng sẽ rất bình thường mấy anh chị, giống như nhiều năm khác trong cuộc đời của mình, thì cái điều đó quá đáng buồn mấy anh chị. Mình tin rằng nếu nó tùy mấy anh chị, nếu mà mình quyết định ngay tối hôm nay là mình sẽ biến năm 2020 là một năm rực rỡ nhất chưa từng có trong cuộc đời của mình, thì mọi chuyện nó nằm trong tầm tay của mình mấy anh chị. Nó tới từ vấn đề mình thể thiết kế và mình biết rất rõ mình sẽ làm gì cho năm tới, cho cuộc đời của mình nói chung mấy anh chị ha. Và mọi chuyện đều có thể bắt đầu. Cái quan trọng là phải bắt đầu ngay từ hôm nay mấy anh chị. Hôm nay thì mới có 15 tây tháng 12 thôi, mình còn 2 tuần nữa thì mới hết năm. Nhưng mà mấy anh chị nên chuẩn bị mấy anh chị để mà mình có thể có một cái năm rực rỡ nhất trong cuộc sống của mình. Và mọi anh chị đều xứng đáng để được hưởng một cái năm có thể nói là rực rỡ nhất mấy anh chị. Xin chào tất cả mấy anh chị và đồng thời xin hẹn gặp lại mấy anh chị vào tuần tới. Xin chào tất cả mấy anh chị nha.